Vào tháng 6 năm nay, Cao Vin Viên đã xuất hiện trở lại trên một chương trình truyền hình và thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng netizen xứ Trung vì không chỉ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung mà làn da căng bóng ở tuổi 41 của cô còn trở thành đề tài được bàn tán xôn xao. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu hành trình sự nghiệp của nàng Chu Chỉ Nhược thành công nhất màn ảnh Hoa ngữ. Cao Vin Viên là ai? Là một nữ diễn viên người Trung Quốc, từng rất nổi tiếng vào những năm 2000, Cao Vin Viên sinh ngày 5 tháng 10 năm 1979 tại khu Vân Cương, quận Phong Đài, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc trong một gia đình trí thức. Trong nhà, Cao Vin Viên là út và chỉ có một anh trai. Ở trong showbiz Hoa ngữ, ngoài Trương Quân Ninh thì chỉ có Cao Vin Viên là người thường xuyên được nhắc đến bằng cụm từ con nhà trí thức. Như vậy, gia đình của Cao Vin Viên trí thức như thế nào? Năm 1959, cha cô là ông Cao Tuấn Nhân, người gốc đường Sơn Hà Bắc lên Bắc Kinh theo học Đại học Thanh Hoa ngành điện tử, còn mẹ cô học ngành vô tuyến điện. Sau đó tốt nghiệp, cha mẹ cô định cư tại thủ đô và đều công tác tại Viện Nghiên cứu Hợp chất thứ 3 thuộc Cục Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh. Công việc của cha mẹ rất bận rộn, không có nhiều thời gian ở nhà nên thường dẫn theo Vin Viên đến chỗ làm. Vì thế, thời thơ ấu của cô cũng thường xuyên gắn bó với không gian của Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc. Sau khi nghỉ hưu, cha của Cao Vin Viên nhớ quê hương nên quay về sống tại Đường Sơn. Bản thân Cao Vin Viên từ nhỏ đã được cho theo học tại trường tiểu học và sơ trung Vân Cương năm 1995 và học trường trung học dạy nghề du lịch Hải Điến. Trong số những ngôi sao thuộc thế hệ cuối 7X đầu 8X thì Cao Vin Viên luôn nằm trong top đầu của hội những mỹ nhân vừa có tài vừa có sắc. Và không chỉ có gương mặt xinh đẹp, chiều cao của Cao Vin Viên cũng rất ổn, vừa vặn 1m65, không quá cao cũng không quá thấp. Khởi nghiệp bằng nghề người mẫu quảng cáo. Việc trở thành một minh tinh đối với Cao Vin Viên mà nói là một dịp tình cờ không hơn không kém. Được biết, vào một ngày đẹp trời nào đó ở năm 17 tuổi, 1996, khi Cao Vin Viên cùng bạn học đến đường Vương Phủ Tỉnh mua sách, cô gặp được Châu Khang Vũ là tuyển trách viên của công ty quảng cáo đã giới thiệu cô tham gia quảng cáo một thương hiệu kem của Mỹ với thù lao đầu tiên $400. Từ đây, Cao Vin Viên bắt đầu sự nghiệp người mẫu quảng cáo của mình. Năm 1997, Cao Vin Viên nhờ ngoại hình nữ sinh xinh đẹp mà được đạo diễn Trương Dương chọn đóng vai chính bộ phim Spicy Love Soup. Vào tháng 8 năm 1998, cô tham gia bộ phim tình cảm Chảo Bất Hồ Bắc. Vào tháng 3 năm 1999, Vin Viên hóa thân thành giáo viên mầm non Cao Phi trong bộ phim truyền hình Câu Chuyện Thực Tập. Năm 2000, đóng vai chính Hoàng Lệ trong bộ phim truyền hình Chuẩn Điểm Xích Kích của Cục Truyền hình Sản xuất. Năm 2001, Cao Vin Viên chạm tay vào giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Bách Lâm Quốc tế nhờ vai diễn trong phim Xe đạp 17 tuổi, trở thành nàng Chu Chỉ Nhược thành công nhất lịch sử màn ảnh. Cao Vin Viên chính thức bước vào showbiz từ năm 1996 và bắt đầu nổi tiếng vào năm 2003 nhờ Ỷ Thiên Đổ Long Ký. Dù đã 17 năm trôi qua, Ỷ Thiên Đổ Long Ký cũng đã có trên dưới hơn hàng chục bản remake khác nhau, nhưng hình ảnh Chu Chỉ Nhược do Cao Vin Viên mang đến vẫn luôn là tường thành khó sụp đổ đối với những fan ruột của nguyên tác lừng danh này. Từ giai đoạn còn là một Chu cô nương thiện lương, thuần khiết cho đến lúc độc ác tàn bạo, từng cử chỉ ánh mắt của Cao Vin Viên đều lột tả được hai bản ngã này trong Chu Chỉ Nhược một cách rất tốt. Vì bản thân nhân vật Chu Chỉ Nhược là một người có nội tâm rất phức tạp, cuộc đời cũng trải qua nhiều bước chuyển biến lớn. Để diễn tả được hết con người của nhân vật này, đòi hỏi sự nhập vai tuyệt đối và phải thể hiện thật tinh tế, mới không mang đến cảm giác gắng gồng, cường điệu cho nhân vật. Cao Vin Viên cũng được nhận xét là một trong những phiên bản Chu Chỉ Nhược xinh đẹp nhất từ trước đến nay. Sau thành công của vai diễn này, tháng 7 năm 2004, Cao Vin Viên được mời đóng vai chính trong bộ phim truyền hình dành cho giới trẻ. Bạn đang cười nhưng tôi khóc, đóng vai nữ sinh trung học Thẩm Tiếu. Đây là lần cuối cùng Cao Vin Viên xuất hiện trong vai học sinh cấp 2. Tháng 10 cùng năm, Cao Vin Viên tham gia vào bộ phim tình cảm ma thuật Thần Y Hiệp Lữ. Vào tháng 2 năm 2005, Cao Vin Viên tham gia vào bộ phim truyền hình Tần Vương Lý Thế Dân với vai Dương Nhược Tích. Đây là một trong những bộ phim nổi bật nhất năm đó vì hội tụ được dàn sao đình đám nhất thời bấy giờ như Giả Tịnh Văn, Trần Tú Lệ, Hà Nhuận Đông, Nghiêm Khoan và Bảo Kiếm Phong. Ở thời kỳ kỹ xảo phim ảnh còn tương đối đơn giản, chưa có những chương trình cà da siêu mịn như bây giờ. Cao Vin Viên cùng dàn sao nữ trong phim vẫn khiến khán giả hết mực ca ngợi vì nhan sắc thanh thuần, tự nhiên của mình. Thậm chí nhan sắc của Cao Vin Viên trong phim này còn được đánh giá cao hơn cả vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Liễu Sinh Phiêu Tự của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm 2005. Đây cũng là một tác phẩm nổi bật của năm 2005. Mặc dù vai Liễu Sinh Phiêu Tự của Cao Vin Viên không phải là vai nữ chính, nhưng đến giờ vẫn có nhiều khán giả nhắc về nhân vật này của cô.
Đã gắn liền quá lâu với hình tượng ngọc nữ xinh đẹp, thuần khiết, đáng yêu, Cao Viên Viên bắt đầu thay đổi hình tượng khi tham gia vào bộ phim Thanh Hồng 2005 qua vai nữ anh hùng Ngô Thanh Hồng. Vai diễn này đã giúp Cao Viên Viên đạt giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes ở tuổi 26. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Cao Viên Viên, giúp cô khẳng định được tên tuổi của mình. Từ năm 2007 đến 2015, Cao Viên Viên vẫn rất chăm chỉ đóng phim, đặc biệt là phim điện ảnh. Phải nói đây là giai đoạn tấn công màn ảnh rộng của Cao Viên Viên, đánh dấu một hành trình hoàn toàn mới mẻ. Hàng loạt tác phẩm điện ảnh của Cao Viên Viên được trình chiếu khắp nơi như Người Thứ Ba 2007, vai Tiêu Khả, Trai Tài Gái Sắc 2007, vai Tần Tiểu Du, Tả Hữu 2008, Nam Kinh, Nam Kinh 2009, vai nữ chính Khương Thục Vân, Cơn Mưa Tình Yêu 2010, vai Ngũ Nguyệt, Mây, đóng với nam tài tử Hàn Quốc Jung Woo Sung, Tam Tiếu Chi Tài Tử Giai Nhân 2010, Thiên Đường Biển Cả 2010, vai mẹ của Đại Phúc, Vô Nhân Giá Sử 2010, vai Tiêu Nhiên, Tình Yêu Tuyệt Vời 2010, Nam Nữ Độc Thân 2011, vai nữ chính Trình Tử Hân, Cao Hải Bạch Chi Luyến 2 2012, vai Đinh Viên Viên, Tìm Kiếm 2012, vai nữ chính Diệp Lam Thu, Thám Tử Mù 2013, vai khách mời Đinh Đinh, Trọn Đời Trọn Kiếp 2014, vai nữ chính An Nhiên, Nam Nữ Độc Thân 2 2014, Chúng Ta Kết Hôn Đi 2015, vai nữ chính Diệp Văn Văn. Năm 2007, Cao Viên Viên nhận được giải thưởng nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất tại Beijing Television Film Festival nhờ bộ phim Trai Tài Gái Sắc. Tháng 9 năm 2007, Viên Viên tiếp tục nhờ bộ phim Trai Tài Gái Sắc này mà nhận giải người mới xuất sắc nhất tại Kim Phượng lần 11. Giai đoạn này, cô rất ít nhận phim truyền hình. Những phim truyền hình của Cao Tiểu Thư chỉ đếm trên đầu ngón tay, bao gồm Yêu Không Hối Tiếc 2007, vai Cao Minh Nguyệt, Đại Tần Đế Quốc Chi Liệt Biến 2009, vai Bạch Tuyết, Chúng Ta Kết Hôn Đi 2013, vai Dương Đào, Thiên Long Bát Bộ 2013, vai khách mời Lý Bích Vân. Chính vì rất ít khi đóng phim truyền hình trong giai đoạn này mà độ phổ biến quốc dân của Cao Viên Viên đã có phần giảm sút. Đời sống cá nhân sạch sẽ và cuộc hôn nhân viên mãn. Vào năm 2012, Cao Viên Viên và Triệu Hữu Đình lần đầu hợp tác trong bộ phim Tìm Kiếm và bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Sau nhiều tin đồn, cuối cùng Triệu Hữu Đình cũng quyết định công khai tình cảm vào ngày 17 tháng 4 tại một hội nghị điện ảnh. Sau 2 năm yêu nhau, hai người quyết định đăng ký kết hôn tại Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 6 năm 2014. Đến ngày 28 tháng 11 cùng năm, hai người đã cùng nhau có một hôn lễ đáng nhớ tại quê nhà của Triệu Hữu Đình, Đài Bắc. Mặc dù hai người đã nhanh chóng kết hôn sau 2 năm yêu nhau, nhưng mãi đến tận 4 năm sau, Cao Viên Viên mới mang thai con đầu lòng. Vào ngày 21 tháng 5 năm 2019, Cao Viên Viên hạ sinh con đầu lòng của hai người, cặp đôi Đình Viên chính thức lên chức bố mẹ sau 5 năm chung sống. Kể từ sau khi kết hôn đến nay, Cao Viên Viên không hề quay lại với phim ảnh. Nữ diễn viên chủ yếu chỉ nhận vài hợp đồng quảng cáo hoặc thỉnh thoảng xuất hiện trên vài show truyền hình. Ngoài sự viên mãn trong cuộc sống kinh tế lẫn hôn nhân, Cao Viên Viên còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nói không với thời gian, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mặc dù không còn là một nữ diễn viên nổi đình nổi đám, nhưng nàng đại mỹ nhân của ngày nào vẫn luôn được truyền thông hết mực quan tâm vì có một câu chuyện gia đình hạnh phúc đáng để nêu gương.